Bố mẹ thực sự không muốn con yêu con bé đó. Khi con kết hôn với con bé thì hầu hết tất cả mọi người đều không vui vẻ gì. Hãy nghĩ cho họ, đừng khiến cô bé đó phải khổ. Con hãy kết thúc mối tình này đi. Hóa ra bố mẹ anh và bố mẹ tôi đều không chấp nhận tình cảm này, và bố mẹ của anh cũng đã sắp xếp các cuộc gặp mặt với những cô gái khác. Giờ ngồi ngẫm lại thì tôi cũng đã hiểu tại sao mấy ngày nay anh lại không muốn gặp tôi.